Xin chào tất cả các anh chị đến với chương trình Team Building cực kỳ đặc biệt mang tên là Mật Thư trong Trung tâm Thương mại. Có phải rằng các anh chị đang muốn tổ chức các hoạt động Team Building ở ngoài trời nhưng chúng ta lại ngại nắng nóng? Được hôm trời mát thì có thể lại gặp mưa bão. Và với tình hình thời tiết không thể kiểm soát được thì chúng ta có thể chuyển vào trong Trung tâm Thương mại. Hoặc cũng có thể là anh chị có một nhóm ít người, cái gì cũng eo hẹp ạ. Ngân sách eo hẹp này, thời gian tổ chức cũng không có này, thời gian để di chuyển đến các khu du lịch cũng không có. Cần có một chương trình nào đó nó mini đơn giản thôi để chúng ta dễ dàng tham gia được luôn, đúng không? Hoặc là anh chị cần một chương trình nó đơn giản, nó kết nối mọi người với nhau vui là được, không cần cầu kỳ, không cần nghi lễ, không cần âm thanh hoành tráng làm gì cả. Thì đây chính là chương trình phù hợp dành cho các anh chị. Anh chị hãy hình dung này, chúng ta có một cái chương trình Team Building ở trong nhà, trong cả một không gian của trung tâm thương mại đó. Nó sẽ được chia theo các chốt chặn và hình thức tổ chức của chúng ta là hình thức tổ chức theo một hành trình, theo một cuộc đua. Nó có các chốt chặn từ 8 đến 10 chốt chặn. Mỗi chốt chặn có thể là gian hàng này, có thể là khu vui chơi, có thể là một cái backdrop rất lớn của trung tâm thương mại. Quan trọng là mỗi chốt chặn đó không có người của ban tổ chức mà chúng ta sử dụng chế độ định vị GPS của ứng dụng Outing. Và ứng dụng sẽ theo anh chị suốt hành trình và đội chơi phải phối hợp với nhau rất là teamwork để vượt qua thách thức đấy. Khi vượt qua thách thức đấy gửi về ứng dụng sẽ chấm điểm cho anh chị đó. Và đích đến cuối cùng chúng ta sẽ là một nhà hàng, chúng ta có thể thực hiện ăn liên hoan tổng kết chương trình đó. Và cái điểm của nó cực kỳ thú vị nữa mà anh chị cần phải quan tâm đến, đó là chi phí dành cho chương trình này cực kỳ hấp dẫn. Nó có thể đạt đến mức độ từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng dành cho một người tham gia mà thôi. Nó sẽ tương đương như 2 cốc cà phê của anh chị. Just do it. Những người tham gia chương trình anh chị cần chuẩn bị những điều gì? Là trang phục và 3 là một cái chiếc điện thoại smartphone thật là mạnh để chúng ta có thể. Vâng, và trên đây chính là những thông tin cơ bản nhất dành cho chương trình Mật Thư trong Trung tâm Thương mại. Anh chị có thể xem slide của chúng tôi gửi trong đường link này, hoặc bất cứ câu hỏi nào anh chị hãy để lại comment trong video clip. Chúng tôi, đội ngũ biên tập viên sẽ kiểm tra và trả lời thường xuyên dành cho tất cả các anh chị. Xin gặp lại các anh chị trong những chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn.